Hiện tại Trang cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn rất nhiều. So với trước đây nó nặng nề lắm. Bây giờ thì mình có thể linh hoạt hơn, đi có thể chạy cũng được. Cũng không như lần trước nữa. Trước khi phẫu thuật thì cảm giác sợ hãi thật. Nhưng mà sau khi trải qua cuộc phẫu thuật như vậy thì em cảm thấy tự tin hơn hẳn. Bộ ngực được nhỏ lại và được mặc rất nhiều quần áo mới. Em cảm thấy rất là thích. Gia đình thì phản đối, phản rất là nhiều. Nhưng mà về nghe nhiều người thuyết phục ấy thì cũng đồng ý cho Trang làm cuộc phẫu thuật. Còn bạn trai của Trang thì luôn tôn trọng ý kiến của Trang nên là cũng không có ý kiến gì nhiều. Trang thì phẫu thuật ở thành phố Hồ Chí Minh nên là chỉ có mẹ là có thể đi đồng hành cùng Trang đi ra đấy. Từ lúc ở trong đấy đến lúc cuộc phẫu thuật đều là mẹ Trang chăm hết, từ sinh hoạt các thứ là đều là mẹ làm cả ấy. Nên là một phần thì ông cảm thấy rất là an tâm khi có mẹ bên cạnh. Theo Trang đấy thì mạng là con dao hai lưỡi. Trang có thể nổi tiếng rất nhanh nhưng mà cũng có thể vùi dập rất là nhanh. Nhưng mà Trang sống cho bản thân Trang nên là những cái lời lẽ của họ chỉ là gọi là đóng góp hay là cái gì, nên là Trang cũng không bận tâm nhiều. Quan trọng là bản thân mình cảm thấy tự tin là được. Trước đây thì có bộ ngực như thế thì Trang không có một cuộc sống bình thường được. Bắt đầu nổi, khi mà nổi tiếng lên thì nó cũng kéo theo nhiều rất hệ lụy, nó cũng ảnh hưởng đến gia đình Trang rất nhiều. Nên là sau khi phẫu thuật là muốn trở thành một cô gái bình thường thì Trang nghĩ là Trang nên tạm dừng mọi hoạt động ở trên mạng xã hội. Trang sẽ làm mới bản thân mình hơn và bắt đầu một cuộc sống mới thật là tốt đẹp hơn. Như mọi người thấy, em nổi tiếng là nhờ bộ ngực mà bây giờ em đã đi thu nhỏ nó. Thì tức là em đã không muốn vào, em đã không còn muốn mình trở nên nổi tiếng hay là lấn sân sang một cái lĩnh vực khác. Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi. Trong những thời gian qua, kể cả những cái người ghét em hay là người đóng góp ý kiến cho em, những cái điều mà họ nói về em thì không sao, em đều nhận biết về mình vì em cũng là người sai. Nếu như em cũng đã có lần cố tình để nổi tiếng như thế. Em mong là sau này mọi người sẽ có cái nhìn khác về em hơn, em sẽ sống tốt hơn trong mắt mọi người.